Hai, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh kéo cá hồ câu giải trí của em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi quay kéo cá ao mới của chú anh chị. Ao này cá chim nhiều lắm nha cô chú anh chị, chim phi. Thì giờ em phụ mấy anh em thì em sẽ dựng chân quay cố định, mong cô chú anh chị xem thông cảm em nha. Thì cô chú anh chị nào mới tới kênh lần đầu nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi em ra video mới nha cô chú anh chị. Bắt chim, bắt châu, bắt phi, lớn lên. Lên. Nó rổ, bỏ nó rổ. Chết bắt lên. Đang xa rồi. Không đó hả? Lỡ hai con chim sao? Thôi, không bắt phi, không bắt chim nữa, bắt phi thôi. Thả chim ra ngoài sao? Để đây chờ xem. Chờ đấy là kia nó mua luôn bây giờ. Cháu lên này. Chỉ nhặt cái phi thôi, mới nhặt cái phi thôi, chim nữa lại. Con đầu nhỏ
tìm điện đây mà thôi bây giờ thôi thì vợ bắt được cái này để chờ xe rồi cái đồ này nó về. Heo không lên heo để lại. Nó mới nhặt hết đi không? Nó cứ như tôi muốn. Hả? Phá. Hai bao chim nữa mấy đứa ơi. Mình to mà bắt thì bắt đi. Bao đi. Tôi mất cái heo bốn tạ nhiều lắm quỷ gì đâu mà vô quá có mua thuốc cho tôi mà có rồi lấy miếu bắt một vẹt thuốc cái mè 4 kg 3 kg mấy một con thấy như chạy đụng tàu mà nghe ghê thật chết bỏ ngoài luôn. Cũng khí tụ nha. Thả nào đâu, chưa thả. Chưa thả đâu. Chưa thả đó. Đổ đây rồi, đổ em. Nào cho chim con cái này. Thôi chim con rồi hả? Chưa kịp thả. Đánh ra là đều ra nha. Nó bắt ra. Cái này là người da. Đâu có tờ heo không? Để bắt hết rồi, thì cho đủ 3 nữa đi. Đây là nghe nha. Nói cái này là quay như thế này. Đây này anh đang quay nè. Này hả? Nó nổ ra luôn mà. Xem mà đồng. À, thì còn quay vừa nó nói là không không phải cá nổi đầu đâu mà ngoài nó vô mấy con cá quỷ này kháo lên nó canh ăn rồi à, đây là con má này năm sau tạ cá heo mà. Còn gì cá heo cá sạch cũng nhiều hút tùm lum nó rộng là biết có mùi nhiều ít đây hả chép tép hả tép không thấy quỷ qua cái đồ phi con là nó ăn hết mẹ nó còn gì tép không có chú thấy cái số lượng mà con cá rô cá rô khuy đẻ đó mà lên khủng khiếp. Rồi tập này em tạm thời ngưng máy của chú chị ơi.